Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay em còn mấy cái bộ mic Beyer vị xanh rất là đẹp. Em bán xả hàng nốt cho các bác chơi nhé. Mấy hôm nay em đang dọn nhà, đang có cái những cái bộ nào mà còn sót lại của những cái lô ấy, thì em lôi ra em thanh lý hết để mấy cái hàng mới nó về. Mấy cái bộ này rất là đẹp các bác nhé. Beyer vị xanh, dòng Beyer thì hai năm trở lại đây thì nó rất là nổi trên thị trường rồi, tiếng rất là nhẹ. Đấy, tiếng của Beyer vị xanh và Beyer vị tím nó không chênh lệch nhau các bác nhé, nhưng mà giá tiền bây giờ vị tím đẩy rất cao, thế là đâm ra các anh em là mua mic vị xanh rất là lợi. Bây giờ nó chênh nhau gần 1 triệu một bộ rồi. Đấy, tay bên Trung Quốc ra người ta đã sơn lại rất là đẹp các bác nhé. Đấy, bên Trung Quốc người ta sơn lại trắng tinh hết rồi, đẹp rất là đẹp. Em xả nốt cho các bác cái giá là 1.600.000 một bộ. 1.600.000 một bộ, bao ship và đầy đủ dây giác 6 ly và chống lan các bác nhé. Đấy, toàn bộ hàng đẹp mà, nên là lẫy kẹp pin nó còn nguyên các bác. Đấy, lẫy kẹp pin nó còn nguyên hết, không một cái nào gãy lẫy kẹp pin các bác nhé. Đấy, 1.600.000. Tiếng như vỉ tím luôn các bác nhé. Đây 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 đầu thu thôi. Mặt phay nhôm trắng rất là đẹp. Hàng Beyer chính hãng nhé. Nhưng mà nó không ghi tên Beyer lên đầu thu đâu. Đấy, các công ty khác người ta đặt ruột của Beyer. Nên bình thường thì những cái bọn này là giá là 1.800.000 đấy. Hôm nay còn mấy bộ em xả nốt cho các bác. Sản xuất tháng 9 năm 2013 các bác nhé. Nguyên máy sản xuất 2013, bán ra thị trường năm 2015. Đấy, linh kiện này y xì như vị tím luôn. Dòng này là dòng gia đình ở phòng hát các bác nhé. Đấy, sóng của nó được tầm 20-30 mét thôi. Để mà đi chơi sự kiện, show đám cưới thì nó không phù hợp các bác nhé. Về chơi gia đình hoặc là phòng hát thì phù hợp luôn. Đấy, các bác nào mà làm sự kiện mà đem dòng Beyer này đi làm là gọi là thất bại luôn đấy. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Rất nhiều video test cái chất âm của dòng Beyer rồi. Thế là em xin phép không test cái video hát của nó đấy. Đấy, cố tự ngắt các bác nhé. Đây, em đang kết quả chế độ tự ngắt đây. Để 3 giây thì cái lúc nào mà cái đầu thu này nó hiện cái chữ mute lên. Đấy, dòng này chắc là tới 3-5 giây. Đấy, mute là ngắt rồi các bác nhé. Không nhận tín hiệu rồi. Đấy, cầm lên thì nó lại hoạt động bình thường. Một hai ba bốn năm sáu bảy một hai. Bạn nào mà chơi gia đình cái bộ này thì quá ok luôn. Có tự ngắt mà đẹp như này, 1.600.000 thì nói chung là nó cũng xem với cái giá mic cỏ rồi. Và đây là mic hàng một cái hãng thương hiệu lớn luôn các bác nhé. Rồi bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.